Số điện thoại 0163 517 1135. Đây là một khách hàng mua con Chinada của bên mình. Đây là công tác thủ tục để chuyển sang thùng để chuyển cho anh ấy. Bắt đi chuyển cho anh ấy. Đừng vào thùng này, đảm bảo cho anh ấy. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình cũng mạnh dạn thực hiện cái clip này. Một phần là cũng là một cái tinh thần của một cái người biết bảo tồn những cái loài chim quý hiếm. Xin thưa với các bạn, đây là con chim Dada. Con chim này đã được thuần hóa 4 năm nay rồi và đã gáy rất tốt rồi, nhưng mà chưa bảo gáy được. Hiện thì cũng đang có ý định thuần hóa và duy trì cái giống này làm sao cho có thể sinh sản, thì cũng đã vào đôi rồi, đã đẻ trứng. Thế nhưng mà cái việc thuần hóa thì rất là khó các bạn, không như con chim cu gáy. Thì con chim này thì chia sẻ với các bạn, một số bạn trên diễn đàn của mình trên kênh Chim Cu Gáy Hay ấy, cũng hỏi, mà mình thấy cái nhận thức là nhiều người có thể sâu, nhiều người chưa sâu. Nhưng con chim này các bạn nhận biết trong mái nó đơn giản lắm. Đơn giản nó chỉ như là con gà trống thì có cựa, thì con chim này cũng thế thôi. Con chim trống thì nó sẽ to hơn một chút và nó có mắt cựa. Cựa thì nó dài, nó căng thì là tuổi đời nó lâu. Đấy, nó có thể dao động từ khoảng 3 ly đến 1 phân rưỡi, 2 phân. Thì cái càng lâu thì cựa càng dài. Và cái con cưỡng, con trống thì bao giờ lông nó cũng màu mè hơn, cái kích thước nó cũng lớn hơn một chút. Đấy, con chim này thì người ta nói một câu bông đùa trong dân gian ấy, nó gáy là bắt tép kho cà, hoặc là có thể người nói là bắt tép cho bà. Thì con chim này thì đặc thù của nó là nó ở ngoài chiên đôi rừng, ngoài bờ bụi hoặc là những cái triền đồi chè, thì chúng có cái khả năng là cũng tranh giành lãnh thổ, là chúng sẽ bị mắc bẫy của con người. Cái con chim này thì nó nhìn thoáng thì nó cũng như con, kiểu như một con chim trĩ, nhưng nó không phải là con chim trĩ, nó gọi là con chim Dada. Thì cái thức ăn của chúng thì chủ yếu là chúng ăn ở dưới mặt đất, thì cũng ăn những con trấu, con dế, và ăn hàng ngũ cốc, ví dụ như là lúa, lạc, thóc, ngô. Và chúng làm tổ rất là kín và rất là khôn. Ở ngoài thiên nhiên thì chúng làm tổ ở trong bới, nhưng mà khi chúng cắp mồi về cho con, chúng thường bay hạ xuống cách tổ rất xa, khoảng 50m, 30m. Xong đó chúng mới bắt đầu bò nổi dần từ xa về đến ổ của mình. Điều đó chứng tỏ là rất khôn. Con chim này nó khác với con chim cu gáy. Con chim cu gáy là mình bẫy vào thiên nhiên, mình về thuần hóa rất nhanh. Con chim này thì có những người nuôi 3 năm, 2 năm không mở mồm ra gáy, mà nó cũng rất là nhát. Nên cái việc đấy thì nó phụ thuộc vào cách của từng người, và cũng phụ thuộc vào tính cách của từng con. Thì ở trên Ba Vì đây, thuộc xã Vân Hòa, thì nó rất nhiều những cái dãy đồi triền núi, và chủ yếu là các bác thuộc dân tộc địa phương, gọi là dân tộc Mường. Thì các bác đi nương, các bác bắn săn bắn sóc, rồi các bác đi bẫy kiềng, các bác đi củi, đi hái sim, các bác bẫy được con chim này. Thì có những người bẫy rất tốt, có thể một tháng họ bẫy được 5-7 con. Thì mình cũng có ông cậu là cũng bẫy rất là tốt. Thế là con chim này là con chim mình cũng ông cậu ông để lại cho mình. Thế thì con chim này là con chim trống. Các bạn thì thấy là con chim này cũng khá là thuần rồi. Thì nhiều con chim Dada khác là đưa camera đứng gần đây là nó sẽ chạy loạn lên, nó lao,
nào chóc đầu chóc mỏ ra. Thế thì các bạn nên nhớ là con chim này là con, nó trong cái bài hát của Quang Linh ấy, nó là rồi con chim đa đa ngẩn ngơ đứng trông về trốn xa, rất là buồn đúng không? Nhưng mà con này nó cũng gáy, nó cũng có cái sự khởi sắc của một buổi hè, buổi sáng buổi hè, cũng có tiếng kêu cũng rất là lạ. Đấy, thì nuôi lâu thì cũng sẽ thuần hóa được, mà cách thuần hóa mới là quan trọng. Nhưng còn nếu mà nuôi mà không có cách thuần hóa thì rất là lâu. Đó. Thì bên cơ sở mình thì phát triển cái con chim cu gáy, và một trong những con chim cũng là thuần thì mình cũng đã bảo tồn và đã duy trì một số gen giọng thổ và những cái con giọng còi, cũng như xây dựng cái hai cái trại chim ở Ba Vì. Thế thì còn tới đây thì mình cũng sắp sẽ ra cái chủ đề về con chim đa đa này. Bởi vì theo như cái tìm hiểu của mình thì những cái người nuôi cũng ít, và cái đồi chọc đã sẽ được quật, khai quật, mà con người cũng đã lấn sân dần cái môi trường thiên nhiên. Thì còn những con chim này lên sẽ được bảo tồn, nên đã được chăm sóc và để duy trì cái gen dòng của chúng. Bởi vì chúng cũng rất là đẹp, và chúng cũng có tiếng gáy, và chúng cũng có cái mang lại được cái niềm vui về mặt tinh thần cho người chơi chim. Các bạn thân mến, đây là tiếng kêu. Đó. Đây là tiếng kêu. Thì con chim này mình định soi để cho các bạn nhìn thấy cựa. Thế nhưng mà quả tình là con chim này nó cũng khá là thuần. Những con khác như này nó sẽ bay loạn lên rồi. Thế thì các bạn có nhu cầu trao đổi. Các bạn có chim mà bán thì bên mình cũng mua lại. Và các bạn cần mua thì mình cũng sẽ phục vụ các bạn. Cũng không có gì giấu giếm cả, cái việc kinh doanh qua mạng bây giờ cũng đúng thôi, nhưng mà con chim thì cũng không phải ai kiếm được. Phải cảm ơn những người biết trân trọng và biết thuần hóa, cũng như đánh bắt được từ ngoài thiên nhiên. Chỉ cần mình chơi chim thì mình cũng không chơi cái hàng chim thịt, mình cũng không chơi chim thương phẩm. Bởi lẽ là nếu mà những con chim hay như này mình thịt thì quả là rất là phí. Mặc dù là thấy bảo cũng thịt của nó cũng rất là ngon, nhưng mà nói đến chim cu gáy thịt, hoặc nói đến chim đa đa thịt, hoặc là những cái dòng chim thịt là mình không thích. Mình chỉ thích những cái tiếng hót và tính cái mặt, về mặt giá trị cuộc sống như về mặt tinh thần. Thì cái số điện thoại để các bác, các anh chị em có thể giao dịch về cái chủ đề con chim đa đa với con chim cu gáy là cái số 0163 530 9 82. Đó. Thì các bạn có thể vào cái kênh chim cu gáy hay ở trên YouTube của mình. Mình tên là Vũ Văn Thao, năm nay cũng gần 40 tuổi và cũng rất yêu thích sinh vật cảnh, đặc biệt là của loài chim. Thì cái địa chỉ của mình thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thì cũng rất mong được giao lưu và chia sẻ, cũng như là trao đổi mua bán về hai cái dòng giống chim này. Mình hy vọng rằng cái sự chia sẻ chân thành của mình sẽ đóng góp thêm về một cái màu sắc, về cái chủ đề về con chim cu gáy cũng như con chim đa đa. Và mong được giao lưu và lĩnh hội những cái kiến thức cũng như cái kinh nghiệm về hai loài chim này. Thì hiện bây giờ mình cũng xây rất nhiều những cái ô chuồng trại mang tính chất là bán hoang dã, để